Chào mừng anh em đến với món radio đèn cổ nhé. Radio đèn cổ của Đức. Đấy. Đây. Cái nắp sau anh em. Đấy. Cái này nắp sau nâng làn lạnh. Thấy không? Đấy. Red. Đọc vào sao ta? Này. Chữ tiếng Đức đọc không biết. Đây này, sơ đồ nó này. Đó. Này. Này. Cái sao thành bách này. Thùng mình đẹp ha. Đấy. Đúng theo kiểu cổ. Đấy. Quay từ ngoài vào trong anh em xem. Thùng bách này. Đấy. Cái lò này. Đấy. Xung quanh nó này. Chung là đẹp á. Đấy. Đấy. Đây cái lò sưởi anh em nhé. Đấy. Mấy cái bóng. Đó. Bóng đèn này. Radio bóng đèn anh em ha. Nó quay chi tiết rõ cho anh em xem. Đó. Cái loa này. Đây có một loa anh em ha. Đây cái loa. Đó, sang này xem cái này chả bá luôn anh em ạ. Thấy chưa? Nhìn này. Gương tay mình để nó không là cái gì nha. Thấy chưa? Từ đây mới đến đây. Đó, nó này một loa lớn, một loa nhỏ. Đó, mình quay trước mặt cho anh em xem ha. Đây anh em, bên hông này, thấy không? Các cái nét chỉ này. Gỗ nhìn nó cổ cũ theo năm tháng ha. Thấy không? Phía trước này. Đấy, anh em nhìn phía trước này. Đồ cổ phải đẹp như này này. Đó. Thấy không? Chung là nó còn lật lạnh lắm. Hiệu này cân đối này đấy xin đấy ga grét này chung là tiếng Đức không đọc được, không có rành không đọc được. Đó, anh nhìn đẹp anh em nhé. Anh em kết liên lạc nhé. 0981 22 9960. Rồi, mến chào anh em. Hẹn gặp lại.